Xin chào các anh chị và các bạn. Chào mừng các anh chị và các bạn đến với bài học tiếp theo trong series các bài học về Business and Marketing và chia sẻ những kinh nghiệm về khởi nghiệp. Tên tôi là Phan Anh và tôi rất vui được chia sẻ những cái kinh nghiệm ít ỏi của tôi trong 11 năm đi làm và có rất nhiều những cái kinh nghiệm va chạm với các cái doanh nghiệp trong nước và nước ngoài, cũng làm tư vấn cho rất nhiều các cái doanh nghiệp vừa và nhỏ và các cá nhân và dạy đào tạo cho các doanh nghiệp cũng như là cho các cá nhân về lĩnh vực Business and Marketing. Bài học hôm nay, để không mất thời gian của các bạn nữa, thì bài hôm nay tôi sẽ nói về cái hình thức bán hàng không dùng quảng cáo tiếp theo. Đó là chúng ta sẽ đầu tư website và làm SEO cho website. Vậy thì làm website và đầu tư SEO cho website là như thế nào? Có đúng không ạ? Thì đầu tiên tôi sẽ chia sẻ với các anh chị là tại sao các anh chị cần phải có website. Và sau đó thì các anh chị sẽ đầu tư một cái website như thế nào cho nó chuẩn. Và bước thứ ba đấy là tôi sẽ gợi ý một cách nhanh chóng để làm SEO đó. Và trên quan điểm là cái series cái bài học này là hướng dẫn một cách sơ lược, còn chi tiết đi vào từng cái công cụ thì các bạn vui lòng xem trên một cái series khác, đúng không ạ? Thí dụ bạn muốn bán hàng trên Facebook thì bạn hãy xem cái series bán hàng trên Facebook, quảng cáo và kiếm tiền trên Facebook của tôi, có thể lên tới 80-90 video về Facebook. Các bạn muốn làm SEO thì các bạn hãy xem cái video thợ SEO lành nghề của tôi, đúng không ạ? Có thể lên tới 30 video và mỗi video hướng dẫn rất là chi tiết trong khoảng 30 phút. Đó, ý tôi là như vậy, được không ạ? Vâng. Thế thì thứ nhất là website thì chúng ta sẽ tại sao cần phải có và làm thế nào để có, được chưa ạ? Thế thì hiện nay thì website nó giống như là một cái cửa hàng trực tuyến. Thay vì người ta phải đến shop của chúng ta, người ta phải ra siêu thị, đúng không ạ? Hoặc người ta phải đến nhà, thì cái website đấy nó thể hiện được tất cả những cái thông tin từ hình ảnh, từ video, từ bài viết, từ đường link, giá bán, các chương trình khuyến mại, cách thức thanh toán, vận chuyển, vân vân. Đó. Và điển hình như là các website nổi tiếng ở Việt Nam như là Lazada, Tiki, Sendor, đúng không ạ? Rồi những cái website nó nhỏ nhỏ hơn một chút thì cũng có rất là nhiều những website mà các bạn vẫn thường xuyên vào mua. Đó. Thì cái câu chuyện là làm thế nào để chúng ta tạo được ra nó? Và các bạn có cần thiết phải có không, đúng không ạ? Thì theo tôi là chúng ta nên có một cái website. Bởi vì đó là một công cụ, đó là một cái cách thức để đưa khách hàng đến. Thế thì đầu tư một cái website thì cần hiểu biết những cái gì và tốn bao nhiêu tiền. Đầu tư một cái website thì chúng ta sẽ cần đầu tiên đấy là tên miền, đúng không ạ? Chúng ta sẽ mua một cái tên miền .com hoặc là .com.vn hoặc là .vn. Đấy, cái giá trị của cái tên miền thì nó dao động từ khoảng 300.000 cho đến khoảng 850.000 tùy vào thời điểm bạn mua. Tất nhiên là tôi nói về cái tên miền thông thường, chứ còn nếu mà các bạn sử dụng những cái tên miền bị mua theo hình thức bao vây đầu cơ tên miền thì nó có thể sẽ đắt hơn. Thí dụ như vừa rồi có cái vụ đại gia Khải Siêu ra một cái chuỗi nhà hàng phở dính, thế thì người ta mua cái tên miền phở dính.com, người ta mua hết những cái tên miền liên quan đến phở dính, thế là đại gia Khải Siêu bực mình đổi là thành phở sướng, đúng không ạ? Thế thì rất có thể các cái chủ đầu tư người ta lại đi mua cái tên miền phở sướng.com hoặc là phở sướng.vn hoặc là phở sướng.com.vn, mua hết tất cả các loại .. mua hết. Ok, xong vấn đề tên miền thì chúng ta sẽ sang vấn đề về thiết kế website. Đấy, thì chúng ta muốn thiết kế được website thì chúng ta phải lên được cái yêu cầu theo cái mong muốn, cái nhu cầu của chúng ta. Và thứ hai nữa đấy là chúng ta phải dựa trên những cái điều kiện và những cái thực trạng của chúng ta, công việc kinh doanh của chúng ta để chúng ta mô tả. Thông thường thì chúng ta thường hay nghĩ đến cái website, chúng ta nhìn thấy cái giao diện nó rất là đẹp, nhưng thực ra cái giao diện nó chỉ là phần bên ngoài. Cái giao diện là rất là cần, bố cục rất là cần thiết trong về mặt thiết kế. Nhưng cái phần bên trong ấy, người ta gọi là back end ấy, cái phần đằng trước là front end, thì cái phần bên trong của nó là cấu trúc của nó như thế nào, nó dùng phần mềm gì, tính bảo mật ra sao, tốc độ, những cái yêu cầu về mặt kỹ thuật thì chúng ta phải quan tâm, chúng ta phải mô tả được các yêu cầu về kỹ thuật đó. Tất nhiên càng nhiều yêu cầu thì cái việc để thiết lập ra một cái trang web như vậy gọi là code ấy, đúng không ạ, thì nó sẽ đòi hỏi chi phí. Thí dụ như là tôi đang làm một cái website thương mại điện tử cho khách hàng của tôi thì có những đơn vị họ báo một cái website như vậy là với giá là 70 triệu, có đơn vị báo 90 triệu, có đơn vị báo giá 7.000 đô, tuy nhiên cũng có đơn vị thì báo giá 15 triệu. Cho nên là nó phụ thuộc vào cái quan điểm của cái người làm web rất là nhiều. Thì chúng ta mô tả ra giao diện như thế nào, chúng ta vẽ hết đường đi nước bước mô tả, tránh cái sự nhầm lẫn, được chưa ạ? Tiếp tục đấy là chúng ta sẽ sử dụng công nghệ gì,
ngôn ngữ lập trình là gì. Đấy, chúng ta yêu cầu những cái kỹ thuật để mà tối ưu cho mobile. Bây giờ hiện nay là khoảng 70% truy cập vào web là đến từ mobile. Thế thì chúng ta phải yêu cầu những cái kỹ thuật như vậy để chúng ta đưa lên để chúng ta làm, đúng không ạ? Tiếp tục là thuê hosting, mua hosting hoặc là thiết lập server tùy vào cái nhu cầu của chúng ta. Nếu mà nhu cầu chúng ta thấp thì chúng ta sẽ thuê hosting băng thông với giá khoảng độ vài trăm nghìn một tháng hay là vài triệu một năm, kiểu như thế. Tùy, có thể có một vài trăm nghìn một năm cũng có, nhưng mà những cái băng thông miễn phí như vậy nó sẽ không an toàn, nó sẽ chậm chạp, nó sẽ hết nhanh, nó sẽ bị giới hạn, vân vân, kiểu như vậy. Ok. Hay sau khi mà các bạn đã có những cái đó rồi thì các bạn sẽ lựa chọn là thiết kế website có sẵn hay là thiết kế website bằng tay. Đấy, ví dụ như thiết kế website có sẵn là mình mua luôn, như kiểu Bitweb, Haravan, rồi thì rất nhiều các nền tảng của các cái trang nó bán ở trong nước cũng như ở nước ngoài. Rất nhiều các website có sẵn rồi mình đến mình mua luôn. Nó giống như là mình mua cái áo may sẵn ấy, đúng không ạ? Vừa cái nào cái là mình mua ngay chứ mình không phải may đo nữa. May đo thì bao giờ nó cũng sẽ đắt hơn, đúng không ạ? Ok. Sau khi chúng ta đã có một cái website như vậy thì chúng ta sẽ cần phải đến cái phần quản trị nội dung. Đấy, chúng ta sẽ phải chụp hình sản phẩm, viết bài, up bài, đăng bài, mô tả về giá, màu sắc, trang phục, vân vân, để đưa cái hình ảnh, đưa cái thông điệp, làm đầy cái trang web đấy một cách đẹp nhất, đầy đủ nhất, chuyên nghiệp nhất, tăng tính tin cậy nhất, đúng không ạ? Tôi gọi nó là web marketing. Web marketing tức là mình làm marketing qua web. Đấy, mình trình bày như thế nào, nội dung ra sao, dài hay ngắn, các thông điệp, các nút đặt hàng, đấy, các cái phần thanh toán nó phải đầy đủ tất cả những cái tính năng, tăng được cái tính tin cậy, tăng được cái trải nghiệm cho người dùng thuận tiện nhất. Và đặc biệt là chúng ta phải lưu ý đến cái bản mobile, vì hiện nay là rất nhiều cái truy cập đến từ mobile, đúng không ạ? Phải tối ưu nhất cho cái bản mobile đó. Ok, tiếp tục. Đấy là chúng ta sẽ nói về cái vấn đề liên quan đến SEO. Thế thì sau khi chúng ta đã có web xong rồi thì đó mới chỉ là một vấn đề thôi, đúng không ạ? Rất có thể cái trang web đấy của bạn là không có ai truy cập, bởi vì đơn giản là trên thị trường bây giờ có hàng triệu cái website, đúng không ạ? Có hàng trăm triệu cái domain. Vậy thì làm thế nào để họ vào trang web của bạn? Giống như là các bạn truy cập vào cái trang PA Marketing, đúng không ạ? Của tôi. Đấy, PAmarketing.vn hay là phananhonline.com hay là emarketingbyphananh.com. Thì tôi có rất nhiều tên miền, rất nhiều website, đúng không ạ? Thế nhưng mà tôi không có truy cập thì làm thế nào? Đấy, thì cái câu chuyện này đấy là chúng ta phải có làm SEO. SEO trong tiếng Anh là SEO, hay người ta hay đọc là SEO đấy, đúng không ạ? SEO. SEO là viết tắt của chữ Search Engine Optimization, tức là tối ưu hóa cho công cụ tìm kiếm. Đó, tức là sao? Chúng ta phải làm nội dung, thứ nhất là đẹp về hình thức hay về nội dung chất lượng, nhưng mà phải chuẩn về mặt kỹ thuật để làm sao Google nó tìm thấy chúng ta, các công cụ tìm kiếm nó tìm thấy chúng ta và nó đưa lượng truy cập đến website. Bạn hãy tưởng tượng là website nó giống như là một cái shop, cửa hàng. Đấy. Thế thì bạn đã có shop nhưng không có người qua lại. À rồi. Thứ hai là có người qua lại nhưng lại không có người đi vào shop. Tóm lại là không có truy cập traffic, đúng không ạ? Truy cập vào web người ta gọi là online traffic, mà truy cập vào cửa hàng thì người ta gọi là food traffic. Tóm lại là bạn không có truy cập. Bạn không có truy cập thì đương nhiên bạn không bán được hàng. Bạn hiểu ý tôi không ạ? Thế thì bạn cần phải làm SEO để có được cái lượng tìm kiếm. Đấy. Thứ hạng tìm kiếm của bạn ở trên Google càng cao càng tốt, càng nhiều từ tìm thấy bạn càng tốt, thì bạn sẽ luôn bán được hàng. Ý tôi là như vậy. Bởi vì hiện nay trong cái hành vi, cái quá trình mua hàng của khách hàng nó diễn ra từng bước, là từ tìm kiếm, đúng không ạ? Từ nhận thức nhu cầu, tìm kiếm, suy nghĩ, đánh giá thông tin và ra quyết định mua hàng. Thì nó có một cái công đoạn, đấy là công đoạn tìm kiếm. Và hiện nay thì người ta sẽ tìm kiếm bằng Google, bằng các công cụ tìm kiếm. Hoặc là gì? Người ta sẽ ngồi này, người ta thấy cái vấn đề cái, người ta sẽ search trên điện thoại, đúng không ạ? Ta mở Google ra, hoặc là người ta vào web, người ta sẽ thấy điện thoại như vậy, người ta sẽ tìm. Và nếu như tìm thấy bạn thì rất có thể bạn sẽ có đơn hàng. Còn không tìm thấy bạn thì đương nhiên là không có cơ hội bán hàng rồi. Có đúng không? Thế thì vậy thì làm SEO là làm gì? Đấy, làm SEO tức là chúng ta phải học cách hiểu cái công cụ tìm kiếm điển hình như Google, như YouTube, như Facebook. Họ
vận hành như thế nào để chúng ta đạt được cái mục đích tìm kiếm tối ưu về tìm kiếm trên tất cả các công cụ tìm kiếm phổ biến tại thị trường Việt Nam, và thậm chí là bạn phải làm phổ biến ở thị trường thế giới nếu như bạn là một cái công ty mà bán hàng ra nước ngoài hoặc là du lịch, đúng không? Đó, thế thì chúng tôi sẽ hướng dẫn sơ lược một số cái thông tin để làm SEO, đúng không ạ? Đấy là chúng ta sẽ quan tâm đến từ khóa, chúng ta quan tâm đến cụm từ khóa, chúng ta quan tâm đến các kỹ thuật chuẩn SEO, các bài viết có chất lượng chuẩn SEO, đấy, tiêu đề, đường link URL, các đường link liên kết thì chúng ta sẽ phải học. Nó cũng hơi bị mất thời gian một chút thôi các bạn ạ. Hiện nay thì làm SEO ở Việt Nam rất là phát triển, cho nên công ty nào, cá nhân nào, đội nhóm nào cũng đều tập trung làm SEO. Bởi vì làm SEO nó rất là tốt về mặt doanh số và nó bền vững một khi mà chúng ta lên top. Đấy. Thế nhưng bây giờ vì nhiều người làm cho nên là cái quá trình mà chúng ta làm SEO ấy, chúng ta cũng mất rất nhiều thời gian và công sức, và chúng ta sẽ cũng bị nản lòng. Thậm chí chúng ta không biết làm, chúng ta phải thuê mướn các đội nhóm để làm. Thế thì như vậy chúng ta có thể tự học để chúng ta tự làm. Nếu như mà các bạn bán những cái sản phẩm mà nhỏ lẻ, hoặc là các bạn bán những cái sản phẩm mà thị trường ngách, thì các bạn SEO đôi ba tháng là lên được thôi. Thí dụ như tôi có một bạn học viên, bạn ấy bán một cái nước rửa bát hữu cơ. Thế thì bạn ấy lập một cái trang web miễn phí dạng Blogspot hay là WordPress. Đấy. Tức là miễn phí thì bạn không cần phải mua hosting nhé, bạn không cần phải làm web nhé. Bạn mua luôn một cái miễn phí như vậy bằng không đồng, sau đó bạn mua một cái tên miền, sau đó bạn viết bài lên trên đấy. Tất nhiên là cái giao diện web nó sẽ bị hạn chế một chút, bởi vì chúng ta cái bản miễn phí với cái bản trả phí thì nó sẽ có những cái sự khác nhau nhất định. Là bạn ấy viết những cái bài viết về cái sản phẩm nước rửa bát hữu cơ, bạn ấy chụp ảnh, bạn ấy quay phim, bạn ấy viết bài, bạn post bài. Thế là search cái từ khóa là nước rửa bát hữu cơ là ra cái trang của bạn ấy là trong top 3 trên Google. Và cái thời gian làm cũng chỉ mất khoảng độ 3 tháng, không phải quá tốn nhiều công sức. Tuy nhiên là cái từ khóa đấy, cái sản phẩm đấy thì nó rất là ít cạnh tranh và nó mới, cho nên cái việc các bạn lên SEO nó cũng rất là dễ dàng. Các bạn hiểu ý tôi không ạ? Vâng. Thế thì đó là cái quá trình mà các bạn sẽ phải làm SEO, làm web và làm web marketing để các bạn có được khách hàng. Khi mà SEO đã lên top rồi thì bạn luôn có những đơn hàng không cần trả phí. Và bạn, đấy là cái cách mà bạn sẽ khởi nghiệp tốt. Hoặc là tôi sẽ gợi ý cho các bạn một ý nữa, đấy là các bạn có thể làm web, làm SEO, sau đó các bạn bán cả web lẫn SEO cái kết quả của mình cho một cái đơn vị. Đấy, thí dụ như là một cái chị bạn tôi, chị mua lại một cái trang web với giá khoảng 60 triệu. Một cái trang web hết sức là bình thường, nhưng mà cái lượt truy cập vào trang web hiện nay nó đạt khoảng độ 150.000 truy cập một tháng. Và rất nhiều từ khóa SEO nó lên. Thế người ta không kinh doanh nữa, người ta bán lại, người ta hỏi tôi là chị có nên mua không? Thế tôi bảo ô tốt quá, chị mua đi. Bây giờ mà chị xây một cái trang như thế từ đầu thì nó cũng rất là tốn kém và mất thời gian, thậm chí nó còn không đạt được hiệu quả như thế. Thế thì như vậy thì tôi giới thiệu với các bạn cái nội dung này với mục đích là đấy, để các bạn hiểu rằng là khởi nghiệp bán hàng thì web marketing và SEO rất là quan trọng, và tôi khuyên các bạn nên dành thời gian ra học bài bản nó và làm. Tất nhiên là làm nó cũng hơi khó một chút, không dễ đâu ạ, trong cái bối cảnh cạnh tranh nhiều như thế này. Vâng, nếu các bạn có câu hỏi gì, các bạn có cần tôi tư vấn thì xin liên hệ với trực tiếp tôi. Thì tôi là Phan Anh, rất vui được hỗ trợ các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong bài học tiếp theo. Xin cảm ơn.